Jen và chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn sử dụng DDGS V3. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tính năng Bashcraft. Thì đây là một tính năng mới được tích hợp ở trên thiết bị DDGS V3. Bashcraft là một tính năng được đồng phát triển cùng với lại DJI Jazz. Thì ở trên SV3 chúng ta có 8 performance bass tương ứng với lại 8 chế độ scratch khác nhau. Thì tính năng này cho phép chúng ta tạo được những cái tiếng scratching mà không cần biết bất cứ một cái kỹ thuật về scratch nào nhờ vào 8 cái bass effect ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cái tính năng bass scratch ở đây và cách để sử dụng bass scratch như thế nào nha. Let's go. Đầu tiên, để sử dụng tính năng bass scratch thì chúng ta sẽ cần phải kích hoạt tính năng bass scratch ở trên bass performance của chúng ta. Thì ở trên bass scratch thì nó sẽ có 8 cái bass performance tương ứng với lại 8 cái chế độ scratch khác nhau mà DJI Jazz đã cùng với lại Pioneer DJ tích hợp ở trên thiết bị DJI SP3 này. Và ở đây thì Jen sẽ cùng với các bạn xem thử là 8 cái bass effect này, 8 cái bass perform này sẽ có những cái effect như thế nào nha. Đối với lại 8 tính năng bass scratch này, khi mà mình áp dụng nó trong cái set nhạc của mình và kết hợp cùng với lại những cái combo 2-3 effect khác nhau rồi cùng với lại effect ở trên DJI SP3 thì nó sẽ có thể giúp cho mình làm cho set nhạc của mình trở nên phong phú và sáng tạo hơn rất là nhiều. Trên thiết bị DJI V3 thì hiện tại DJI V3 này được phân phối chính hãng tại G-Music số 649 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. Và nếu các bạn muốn trải nghiệm thiết bị DJI V3 này thì các bạn có thể đến với G-Music để trải nghiệm và mang về một thiết bị DJI controller ở trong dành cho cái home studio của mình. Một lần nữa mình là Chen và hẹn gặp lại các bạn tại những tập tiếp theo. Xin chào.